Huy xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Bản tin Y tế. Quý vị thân mến, đại dịch Covid-19 đang xảy ra và ngây nguy hiểm tới con người. Hàng trăm ngàn người bị nhiễm virus mỗi ngày trên thế giới và Việt Nam. Vậy, chúng ta phải làm gì để phòng tránh bệnh Covid-19? Ngay bây giờ, quý vị hãy sử dụng biện pháp 5K. 1. Khai báo y tế. 2. Giữ khoảng cách. 3. Đeo khẩu trang. 4. Khử khuẩn. Và 5 không tụ tập khi có dấu hiệu ho sốt khó thở thì bạn phải báo ngay cho y tế nhé cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình xin chào và hẹn gặp lại